Chào các bạn nhé. Cái con dao hai lưỡi á, rất nhiều nhà bị cái tình trạng này. Đây là sau một thời gian chúng ta gọt rau củ quả trái cây này. Cái này thì chúng ta dùng nước rửa chén hoặc là xà bông chùi không sạch đâu nha các bạn. Không thể nào sạch nổi đâu. Cái lưỡi bên dưới mình đã chùi sạch rồi nè, còn là lưỡi bên trên chưa chùi, các bạn thấy khác biệt không? Rồi bây giờ mình chùi cái lưỡi bên trên này cho các bạn xem nha. Mình sẽ chùi bằng dầu gió xanh. Đầu tiên chúng ta chấm dầu gió xanh lên. Rồi các bạn thoa đều khắp nơi và để cho mình khoảng 20 cho tới 30 giây nha các bạn. Mình đã để được hơn 30 giây rồi. Các bạn lấy miếng rửa chén này chùi nha. Chúng ta chùi mặt này nha. Trường hợp các bạn chùi một lần mà chưa sạch nhá, chúng ta lại tiếp tục bôi dầu gió lên, rồi để khoảng 30 giây, các bạn chùi lại lần hai là sẽ sạch thôi. Các bạn xem này, mới chùi một lần thôi mà đã khá sạch rồi.